Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em lại về kho rất là nhiều mẫu máy thổi bụi. Máy chạy bằng pin và bằng điện luôn để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới video này. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200. Về cái mẫu này là mẫu chạy bằng điện này. Các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220 nhé. Đấy thì đối với một cái chiếc máy chạy bằng điện như thế này, bên em sẽ gửi tới tay cho các bác giá là 300.000 đồng trên một chiếc nha các bác. Giá thanh lý, giá xả kho rất là rẻ, rất là mềm. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ nhanh tay liên hệ là sẽ có đơn hàng. Vì là cái số lượng thì là cũng không có là nhiều các bác. Đấy, mới về nhưng mà về được rất là ít thôi. Cái số lượng thì cũng không đủ chia đâu. Nên là bác nào có nhu cầu thì các bác phải nhanh tay liên hệ trực tiếp với trung tâm Điện Máy Ngọc Mai nhá. Cái này thì các bác thổi nó rất là mạnh luôn này. Cái này thổi mạnh á, cho sĩ điện đây nè. Đấy, em sẽ cắm điện để em thổi thử cho các bác xem. Cái này nó thổi rất là mạnh. Cho các bác mẫu chạy điện trực tiếp và mẫu chạy bằng pin nhá. Đây để em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu này là mẫu chạy bằng pin này. Những bác nào mà đang sử dụng tất cả các dòng sản phẩm máy khoan pin trâu, đây từ những cái dòng máy pin 13 ly này, hay là máy bu lông 200 bột này, máy mài pin này, máy chuyên vít này. Đấy, tất cả những cái quả pin 10 cell này các bác đều có thể là dùng chung được cho cái máy thổi bụi bằng pin này của bên em. Các bác có thể là mua riêng thân máy hoặc là mua trọn bộ cả pin cả sạc là bên em đều cung cấp đầy đủ cho các bác. Thì như bình thường là khách của bên em thì rất nhiều bác là sử dụng những cái dòng máy pin này rồi. Thì là các bác mua máy thổi bụi thì là các bác chỉ mua thân máy thôi. Nếu mà với một cái thân máy như thế này nhá. Một cái thân máy này em sẽ gửi cho các bác giá chỉ có 550.000 thôi là các bác sở hữu một cái thân máy thổi bụi bằng pin này. Đấy, các bác lắp những quả pin 10 xem này. Cái giấy bóng này ra cho các bác thử cho các bác xem nhé. Đây này, thổi rất là mạnh các bác có thể là sử dụng trong công việc thợ thuyền hoặc là làm trong công việc gia đình cực kỳ là ok nhá. Đấy thì bên em sẽ cung cấp từ máy thổi bụi này hoặc là những cái dòng máy khoan pin khoan điện như thế này, bên em đều phân phối rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu thì quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số mà em để dưới phần tiêu đề đấy, có cả Zalo luôn. Các bác có thể là vào kết bạn Zalo với bên em để tham khảo về tất cả các dòng sản phẩm trước khi đặt hàng. Và bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Đấy, đây máy thổi bụi bằng pin này. Cái đợt này bên em về thì các bác có thể là sử dụng được chân pin với tất cả những cái dòng này. Các bác nhìn chân pin này, đây cái chân pin đây nha các bác. Các bác có những cái dòng pin 10 cell mà cái chân pin như này này. Đấy, đây. Cái này nhá, cái khoảng cách này từ đây qua đây nó là 4 cm này. Các bác nhìn này, khi mà các bác không mua pin thì các bác nhìn, nếu như mà các bác có những quả pin 10 cell như thế này rồi, các bác có thể là lắp vào cái chiếc máy thổi bụi này để sử dụng. Rất là đơn giản và tiện lợi này các bác này. Đấy, mẫu mã đây, rất là đẹp và chắc chắn như thế này. Đấy, thổi rất là mạnh nhá. Đây các bác có kèm theo cả ống thổi luôn. Đấy, bên em sẽ cắm thử cho các bác xem về cái khi mà các bác sử dụng đối với quả pin của máy mài. Đây, em vừa tháo quả pin của chiếc máy mài Makita này. Đấy, em để cái bóng này ra đây để vì nhà ấy vừa quét rồi. Thank you.
máy thổi bụi bằng bi này thì các bác liên hệ trực tiếp với trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.